Pháp hội niệm Phật A-di-đà Chùa Quang Thế Âm Thọ Khang Bảo Giám Ấn Quang Đại Sư Tăng Đính Chuyện ngữ Bửu Quang Từ Đệ tử Như Hòa Giảo Duyệt Đức Phong Huệ Trang Và Minh Tiến Người đọc Thích Nhuận Minh Thọ Khang Bảo Giám Phần 1 Lời mở đầu Con người từ sắc dục mà sanh Cho nên tập khí này Đặc biệt sâu đậm Hãy không kiên dè cẩn thận, phần nhiều sẽ đến nỗi chết vì sắc dục. Các bậc thánh vương thời cổ vì yêu thương dân, cho nên đối với chuyện vợ chồng ân ái, chẳng tiếc công sai quan truyền lệnh, dùng linh gỗ đi khắp các nẻo đường, ngõ hầu người dân khỏi phải sầu lo vì trót lầm lẫn mà mất đi tánh mạng. Lòng từ ái ấy đúng là khôn xiết. Cho đến đời sau, không chỉ chánh lệnh của nước nhà chẳng còn nhắc đến, ngay cả cha mẹ cũng chẳng bảo ban con cái, đến nội đại đa số thiếu niên do lầm lạc mà mất đi tánh mạng, đáng buồn quá sức. Bất Huệ sống trên cõi đời mấy chục năm, thấy nghe khá nhiều, khôn ngăn bi thương, do vậy nguyên mộ in cuốn sách này, để mong những người cùng hàng đều được sống lâu mạnh khỏe, Mong sao những người có được cuốn sách này, ai nấy đều đọc kỹ, xoay vần lưu thông, đừng để phí tâm tư, tiền tài, mà trọn chẳng được mảy may lợi ích thật sự nào, thì may mắn lắm thay. Đề tựa sách thọ khang bảo giám, chẳng có ai không muốn trường thọ mạnh khỏe, yên ổn, con cháu đông đảo, công nghiệp lẫy lừng, vận may đưa tới, cũng không có ai muốn bị đoạn mạng chết yểu, bệnh tật, con cháu tuyệt diệt, gia đạo suy đồi, hung thần ngự đến. Đấy là niềm mong ước thường tình của con người trong khắp cõi đời. Dẫu là đứa trẻ mới cao ba thước tàu, không ai là chẳng mong muốn như vậy. Dẫu là kẻ chí ngu, cũng hoàn toàn chẳng vui mừng vì bị tai họa, chán phước ghét lành. Nhưng kẻ hiếu sát tham dâm, thì những điều tâm họ mong mỏi và những chuyện thân họ làm đích thực là trái nghịch nhau. Rốt cuộc đến nỗi chuyện chẳng mong muốn lại bị. Chuyện mong muốn không có cách nào đạt được, chẳng đáng buồn ư. Khoan hãy nói đến kẻ buông tuồng nơi hoa, nơi liễu, chỉ mong mỏi chuyện ấy. Ngay trong vòng vợ chồng, nếu cứ tham đắm, ắt sẽ bị tán thân mất mạng. Cũng có kẻ chẳng quá mức tham đắm, nhưng do không biết kiên kỵ những chuyện kiên kỵ được ghi đầy đủ ở phần sau cuốn sách cho nên ở đây tôi không ghi rõ cứ mạo muội theo đuổi đến nỗi bị tử vong thật quá đáng thương vì thế tiền hiền soạn sách bất khả lục thuật rõ cặn kẽ mối hại sắc dục sưu tập những câu cách ngôn khuyên răng kiên dâm bớt dục những câu chuyện chứng tỏ phước thiền, họa dâm phương pháp trì giới như ngày tháng những lúc những nơi chốn, những người, những việc nên kiên kỳ, chẳng ngại phiền phức, đều được trình bày cặn kẽ. Ngõ hầu người đọc biết phải nên kiên dè những gì. Tâm giác thể của dân ấy có thể nói là khẩn thiết, châu đáo, thiết tha hết mực. Ấn Quang lại tăng đính sách ấy, đặt tên là Thọ Khang Bảo Giám và Quyên Mộ để in ra. Hồng lưu truyền rộng rãi là vì có nỗi đau lòng chẳng thể chịu được một đệ tử của quan là La Tế Đồng, người Tứ Xuyên, 46 tuổi, có thuyền buôn ở Thượng Hải, tánh tình khá trung hậu, Tin sâu Phật Pháp, cùng với nhóm ông quan Quýnh Chi vân vân Đồng sáng lập tịnh nghiệp xã trong những năm dân quốc 12, 13, 1923, 1924, thường muốn đến núi Phổ Đà Quy Y do bận việc nên chưa được thỏa nguyện năm dân quốc 14, 1925, ông ta mắc bệnh cổ trướng mấy tháng, tình thế cực nguy hiểm, chữa thuốc tàu, thuốc tây đều vô hiệu. Đến ngày 14 tháng 8, thanh toán tiền thuốc, vì số tiền quá lớn, liền bực mình nói, từ đây dù có chết, ta cũng không uống thuốc nữa. Bà vợ bèn đối trước Phật, cầu đảo khẩn thiết, nguyện suốt đời ăn chay, niệm Phật, cầu cho chồng được lành bệnh, ngay trưa hôm ấy, bệnh liền chuyển biến, đi tiêu xả ào ạt nước ứ ra, không thuốc gì mà hết bệnh. Cuối tháng 8, Quang đến đất thân Thượng Hải, ngụ tại chùa Thái Bình, ngày mồng 2 tháng 9, đến tịnh nghiệp xã hợp mặt cùng ông quan Quýnh Chi, ông Tế Đồng cũng có mặt. Tuy thân thể chưa hoàn toàn khỏe hẳn, nhưng khí sắc thuần tịnh, tươi tắn không ai bằng. Gặp quan ông ta vui mừng thưa, sư phụ đến rồi, còn xin quy y tại đất thân, chẳng cần phải lên núi nữa. Ông ta chọn ngày mồng tám, cùng vợ đến chùa Thái Bình, cùng thọ tam quy ngũ giới, lại thỉnh các cư sĩ Trình Tuyết Lâu, Quang Quýnh Chi, Đinh Quế Tiêu, Âu Dương Thạch Chi, Từ Trĩ Liên, Nhậm Tâm Bạch Văn Văn bồi tiếp quan dùng cơm. Ngày mồng 10 lại mời quan đến nhà dùng cơm và nói, sư phụ chính là cha mẹ của bọn đệ tử, bọn đệ tử chính là con cái của sư phụ. Quan nói, cha mẹ chỉ lo khi con bệnh, nay bệnh ông tuy khá nhưng chưa bình phục, hãy nên thận trọng. Tiếc là chưa nói rõ chuyện phải thận trọng, chính là chuyện phòng sự ân ái. Đến hôm cuối tháng, tại công đức lâm mở hội cảm hóa nhà tù ông ta cũng dự hội buổi hội giải tán xong có mười mấy người giữ quan lại dùng cơm ông ta vừa mới đến bèn cùng người trong coi sổ sách trao đổi mấy câu rồi đi sắc mặt giống hệt như người chết quan biết là do ông ta phạm phải phòng sự mà ra rất hối tiếc lúc đó chị nói cha mẹ chỉ lo khi con bệnh chưa từng nói rõ duyên do đến nỗi ông ta lại bị nguy ngập. Muốn tu chỉnh sách này để khẩn thiết khuyên răng, nhưng do bận biểu chưa làm được, ngày mồng 6 tháng 9, quan về núi, bèn gửi ngay một lá thư, trình bày hết sức tường tận lẽ lời hại, nhưng đã không còn thuốc gì cứu được nữa. Mấy ngày sau, ông ta mất. Lúc mất, ông quan Quýnh Chi mời các vị cư sĩ đều đến niệm Phật. Ông La có được vãng sanh Tây Phương hay không? chưa thể biết, nhưng không đến nỗi đọa lạc. Ôi, bị bệnh nặng mấy tháng, do tam bảo gia bị, nên không dùng thuốc mà được lành bệnh. Trong vòng mười mấy ngày, khí sắc tươi tỉnh vượt xa người bình thường, do không biết thận trọng, lầm lẫn phạm phải phòng sự mà chết. Không chỉ là tự tàn hại cuộc đời mà còn cô phụ từ ân của Tam Bảo quá đổi. Hoàng nghe tin cáo phó, tâm đau xót, nghĩ cõi đời chẳng biết kiên kỳ, cứ mạo muội theo đuổi chuyện đó, đến nỗi mất mạng nhiều vô số. Nếu chẳng lập cách ngăn ngừa, gìn giữ trước, đúng là đã đánh mất đạo từ bi cứu khổ của Đức Như Lai. Tính đem bất khả lục tăng đến, ẩn lót lưu truyền rộng rãi, ngõ hầu cả thế gian đều biết kiên kỳ, chẳng đến nỗi lầm lẫn, đánh mất tánh mạng. Một vị cư sĩ đem số tiền do mẹ để lại là 1.600 đồng tính in thiện thư để thí tặng. Quan bảo ông ta dùng hết số tiền ấy để in thọ khang bảo giám. Hồng cứu vớt thanh niên, nam nữ chưa gặp cảnh nguy hiểm. Tức là do cái chết của một mình ông La Tế Đồng sẽ khiến cho hết thảy những người đọc sách này trong hiện tại và vĩ lai đều biết phải nên răng dè, thận trọng. Cũng như do xoay vần, lưu thông, lần lượt khuyên bảo lẫn nhau sẽ khiến cho cả thế gian đều cùng hưởng trường thọ, mạnh khỏe, bình yên, nỗi khổ quan quả cô độc ngày càng ít thấy. Như vậy thì do cái chết của một mình ông La Tế Đồng lại khiến cho hết thảy mọi người đều được sống thọ, khỏe mạnh, thì cái chết của ông Tế Đồng sẽ có công đức. Nhờ công đức ấy hồi hướng vãng sanh, ắt sẽ từ tạ ta bà cao đăng cực lạc, làm đệ tử của Phật Di Đà, làm bạn lành trong hại chúng Mạnh tử nói, dưỡng tâm giả, mạc thiện vô quả dục. Nghĩa là dưỡng tâm thì không gì tốt bằng, bớt ham muốn. Tuy cũng có kẻ thiểu dục mà đỏ mạng, nhưng cũng rất ít. Cũng có người đa dục vẫn sống lâu, nhưng người như vậy ít lắm. Lúc mạnh khỏe còn nên tiết dục, huống chi lúc bệnh nặng mới lành. Mười năm trước, con của một vị đại thương gia học Tây Y ở Nhật Bản, đổ đầu ngồi xe điện xe chưa ngừng đã nhảy xuống ngã gãy cánh tay do chính anh ta là bác sĩ nên chữa trị ngay phạm bị thương ở xương ác phải kiên nữ xác trong vòng một trăm mấy mươi ngày cánh tay của anh ta lành chưa được bao lâu do mừng thọ mẹ liền trở về nước đêm ngủ cùng vợ ngày hôm sau liền chết anh chàng này khá thông minh sắp thành bác sĩ sao lại đối với chuyện kiên kỵ này lại ngờ nghịch chẳng biết để đến nỗi khoảnh khắc khoái lạc, cướp mất tánh mạng rất trọng, đáng buồn quá sức. Năm trước một thương nhân đang gặp vận may, hôm trước giành được mối lời sáu bảy trăm đồng khá đắc ý. Ngày hôm sau từ chỗ người thiếp đi đến chỗ vợ cả, người vợ cả vui lắm. Lúc đó nhằm tháng năm, trời rất nóng, vợ bật quạt điện, sắp đặt chậu tắm, lấy nước đá pha mặt cho uống. Chỉ biết giải nhiệt cho mát, nào biết hãy muốn ân ái không được dùng chất lành chưa đầy ba tiếng sau đau bụng chết tốt do vậy biết vì thế gian chẳng biết kiên kỳ cứ làm bừa đi đến nỗi tử vong chẳng biết mấy ngàn vạn ức nhưng từ xưa đến nay người có phước lớn nhất không ai hơn hoàng đế phước lớn thì thọ cũng phải dài thử xét kỹ xem mười ông vua có tám chín ông không thọ chẳng phải là vì dục sự quá nhiều lại do chẳng biết kiên kỵ đến nội tự rút ngắn tuổi thọ đó ư người đại thông minh trong thế gian đa phần thường chẳng thọ là vì không hiểu kỹ chuyện này mà nên nó nổi quan thường nói người đời trong mười phần có đến bốn phần do sắc dục mà chết bốn phần tuy chẳng chết trực tiếp vì sắc dục thì cũng vì do tham sắc dục mà bị hao tổn chịu đủ mọi thứ cảm xúc gián tiếp khác mà chết người vốn do số mạng mà chết, bất quá chỉ là một hai phần trong mười phần mà thôi. Thế giới mênh mông, nhân dân đông đảo, mười phần có tới tám chín phần chết vì sắc dục, chẳng đáng buồn ư. Đấy chính là lý do quan lưu thông sách thọ khang bạo giám. Mong những người yêu thương con cái trong cõi đời, cũng như những ai vì đồng bào tạo hạnh phúc, ngăn ngừa họa hoạn, hãy đều phát tâm ấn tống, xoay vần lưu thông, khiến cho ai nấy đều biết những điều kiên kỳ. Ngõ hầu chẳng đến nỗi lầm lạc, đánh mất tánh mạng, cũng như chẳng bị tàn tật, đến nỗi không thể thành tựu. Những kẻ buông tuồng, tìm hoa, kiếm liễu, đa số là vì không có chánh kiến, bị lầm lạc bởi bè bạn phóng túng hoặc dâm thư, đến nỗi hãm thân trong biển dục, không thể thoát được. Nếu chịu đọc kỹ sách này sẽ biết lợi hại sâu xa đối với những điều quan hệ đến sự vinh diệu hay nhục nhã của tổ tông, cha mẹ, cũng như đối với sự sống chết thành bại của bản thân lẫn gia đình, cũng như con cháu hiền hay ngu, tuyệt diệt hay hương vượng, sẽ đều hiểu rõ như nhìn vào ngọn lửa. Nếu thiên lương chưa hoàn toàn mê mùi, có ai hãy mắt nhìn đến mà tâm chẳng kinh hoàng, nỗ lực đau đáo kiên dè dạ ư sẽ thấy từ đó về sau ai nấy vui hưởng mối thiên luân vợ chồng chẳng đến nỗi tham dục tổn thân sẽ tề mi giai lão vừa thọ vừa khỏe mạnh người ít dục thường đông con con của họ chắc chắn thể chất mạnh mẽ tâm trí trinh lương không chỉ chẳng mắc lỗi từ tổn hại thân thể mà chắc chắn còn trở thành hạng lanh lợi làm rạng mày nở mặt cha mẹ. Đấy chính là điều quan thơm thảo mong mỏi dài lâu. Nguyện người đọc cùng thể hiện sự đồng tình. Tùy duyên lưu truyền thì nhân dân may mắn lắm mà nước nhà cũng may mắn lắm thay. Cuối xuân năm dân quốc 16 1927 tức năm Đinh Mão, thường tàm quý tăng thích ấn quan kính soạn lời tựa tái bản sách bất khả lục. Cái họa nữ sắc cực kỳ khốc liệt, từ xưa đến nay do họa này mà nước mắt nhà tan, bại thân tuyệt tự, kể sao cho xiết. Dẫu chưa đến nội ấy, nhưng trong số đó, những kẻ thân đang khỏe mạnh, trở thành suy nhược, chỉ đang sáng suốt trở thành hôn ám, biến tư chất đội trời đạp đất, mong thành thánh thành hiền, trở thành hạng tầm thường, hèn tệ, không có chí lập thân lại há có ngăn hạn huống chi những kẻ nghịch thiên lý loạn nhân luân sống làm loài cầm thú mặc áo đội mũ chết đọa trong tam đồ ác đào làm sao có thể thấy hết biết hết cho được ôi cái họa nữ sắc sao mà khốc liệt tột bậc như vậy do đó chư thánh chư hiền đặc biệt rủ lòng xót thương hoặc dùng lời lẽ cứng rắn để răng dậy hoặc dùng lời nhẹ nhàng để khuyên bảo. Ngõ hầu khắp cả cõi đời đều biết lý, phước thiện, họa dâm, lại còn nêu ra các sự thật để răng dày Ngõ hầu những ai biết yêu thương chính mình. Hãy đọc đến ắt sẽ sờ sệt, kinh hoảng, hiểu ra, khô cạn dòng lũ nhân dục, khôi phục thiên lương sắp bị diệt. Từ đấy hết thảy đồng luân đều hưởng phước, giàu thọ, khỏe mạnh, bình yên vĩnh viễn lìa khỏi mối hòa, nghèo, bệnh, chết yểu. Đây chính là lý do soạn tập bộ bất khả lục. Cư sĩ Trương Thụy Tăng muốn khắc in lại để bố thí. Bảo tôi viết lời tựa nhằm phô bày ý nghĩa trọng yếu của việc bớt dục. Cần phải biết đối trước sắc đẹp, dục tâm bừng bừng, thì những lời lẽ khuyên răng nhân quả báo ứng, cứng rắn hay mềm mỏng, đều khó thể đoạn tâm ái. Nếu lúc ấy có thể quán bất tịnh một bầu lửa dục sẽ băng tiêu ngay lập tức. Còn em đất trường an ở xứ Tần, thiểm Tây của tôi, phần nhiều thích chơi dế. Có ba anh em tuổi đã choi choi, đêm trăng đi bắt dế nơi gò mã. Chợt thấy một thiếu phụ nhan sắc tuyệt vời. Bèn cùng đuổi theo, người thiếu phụ ấy khuôn mặt biến đổi, thất khiếu ứa máu, lưỡi thè ra hơn cả thước. Ba đứa nó sợ chết ngất, ngày hôm sau người nhà tìm được cứu sống được một đứa mới biết chuyện ấy đứa còn sống bệnh nặng mấy tháng mới khỏi con cháu nhà ấy chẳng dám đi bắt dế vào ban đêm nữa khi thiếu phụ đó chưa biến đổi khuôn mặt lòng yêu nhập vào xương tủy không thỏa lòng dục không xong đến khi vẻ mặt biến đổi bèn kinh hại đến chết tâm ái chẳng hề còn nữa nhưng trong lúc chúng cùng nhau đuổi theo cô ta ấy Đương nhiên là chưa thấy máu và lưỡi thè ra. Sau khi máu chưa chảy, lưỡi còn ngậm bèn xanh tâm ái. Lúc máu chảy, lưỡi thè ra lại xanh tâm sợ. Hiểu rõ điều này, hãy thấy trang sát nước hương trời, đều tưởng như con quỷ treo cổ, thất khiếu tuôn máu, lưỡi thè ra hơn thước, sao đến nỗi bị sát làm mê, sống chẳng hưởng hết tuổi trời, chết đi bị đọa vĩnh viễn trong đường ác ư. Do vậy Đức Như Lai dạy kẻ ái dục nặng nề quán bất tịnh, quán lâu ngày còn có thể đoạn hoặc chứng chân siêu phàm nhập thánh, há chỉ là không phạm tà dâm, tiết dục, gìn giữ sanh mạng mà thôi ư. Nữ nhân nhan sắc xinh đẹp yêu kiều, khiến người khác nảy sanh tâm ái, hành dục sự, chẳng qua chỉ là một tấm da mỏng bên ngoài, rực rỡ, diễm lệ, gây mê hoặc đó thôi. Nếu bóc lớp da mỏng ấy đi, không chỉ các vật được bọc trong lớp da ấy không thể yêu luyến được, mà ngay cả lớp da mỏng ấy cũng tuyệt đối không thể yêu luyến nổi. Nếu lại còn mẫu xẻ thân thể, chỉ thấy máu mũ dầm dề, xương thịt chằng chịch, tạng phủ, phân tiểu bày hầy khắp đất, hồi dơ tanh tưởi chẳng nở thấy nghe. So với hình dáng biến đổi của thiếu phụ trên đây, còn đáng sợ hãi chán ghét hơn trăm lần, ngàn lần. Dẫu cho gia nhân tuyệt thế nghiêng nước nghiêng thành đối với những vật được chứa trong lớp da mỏng, có ai là không như vậy? Sao con người chỉ nhìn cái vẻ bên ngoài chẳng xét kỹ nội dung, yêu chút phần sắc đẹp chẳng màng đến nhiều phần xấu ác? Tôi mong sao người đời bỏ vẻ bên ngoài, hãy xem xét nội dung, chán cái nhiều xấu ác, gạt bỏ đôi chút vẻ đẹp bên ngoài, hồng cùng thoát biển dục, cùng lên bờ giác lại trong lúc dâm dục hừng hừng không thể chế ngự chỉ nên nghĩ nữ âm như miệng rắn độc như đem nam căn của chính mình bỏ vào miệng rắn tâm thần kinh hoảng xương lông run rẩy vô biên nhiệt não sẽ nguội lạnh ngay lập tức đấy chính là phương pháp diệt dục giản dị nhất vậy lời tựa khuyên giữ vẹn luân lý cho sách bất khả lục trời là đại phụ đất là đại mẫu hết thảy nam nữ đều là con cái của trời đất, đều là kẻ ruột thịt của ta. Đã là ruột thịt phải trọn hết lòng hòa thuận yêu thương, che chở nâng đỡ, mong cho ai nấy đều được yên ổn. Như thế sẽ chính là đứa con xứng đáng của trời đất, chẳng khiến đắng sanh ra ta hộ thẹn Đã có thể che chở nâng đỡ con cái của trời đất, ắt trời đất sẽ thường che chở nâng đỡ kẻ đó, khiến cho phước sâu thọ dài mọi chuyện như ý. Nếu như mặt tình hoành hành khinh hiếp con cái của trời đất sẽ tổn phước giảm thọ, diệt môn tuyệt tự. Khi một hơi thở ra không hít vào được nữa sẽ vĩnh viễn đọ trong ác đạo trải trăm ngàn kiếp không được làm thân người lần nữa ấy chính là tự mình chuốc họa há có phải là trời đất không nhân từ ư? Khoan nói đến những chuyện khác kìa như vợ con chị em ai nấy đều có nếu kẻ nào dòm ngó vợ con chị em của chính mình ta liền nổi nóng bực tức muốn đánh nhau sao lại thấy vợ con chị em của người ta có chút nhan sắc tâm bèn khởi sàng dâm niệm lâm le toàn ô nhục họ cùng là con cái của trời đất là ruột thịt của ta nếu đối với người ruột thịt mà khởi ý niệm bất chánh sẽ là ô nhục con cái của trời đất khinh khi người ruột thịt kẻ ấy còn có thể đứng trong trời đất còn đáng gọi là người nữa ư huống chi đạo vợ chồng thuộc về tam cương ngũ thường nam nữ lập gia đình là diền mối lớn lao của con người con người sở dĩ khác với cầm thú là do có nhân luân nếu làm chuyện khinh miệt lý loạn luân chính là dùng thân người để làm chuyện cầm thú thần tuy là người nhưng thật ra chẳng bằng cầm thú vì sao vậy? Vì cầm thú không biết luân lý. Con người biết luân lý, biết luân lý mà vẫn khinh miệt luân lý, phải ở dưới loài cầm thú. Nhưng hết thảy chúng sanh do dâm dục mà sanh, cho nên tập khí ấy đặc biệt nặng nề, phải ngăn ngừa sâu xa, tưởng như người thân, tưởng như kẻ oán, tưởng bất tình. Ngõ hầu dứt bậc tà niệm, thuần túy toàn là chánh niệm. Oán và bất tịnh thì trong lời tựa trước đã nói, ở đây chỉ riêng phát huy về ý tưởng như người thân, ngõ hầu người đọc cùng giữ trọn vẹn thiên luân, chẳng ôm giữ ác niệm. Kinh Tứ Thập Nhị Chương dạy con người nên xem nữ nhân như sao, tưởng người già như mẹ, người lớn hơn như chị, người nhỏ hơn như em, coi đứa bé bỏng như con gái, sanh tâm độ thoát, dứt bật ác niệm. Kinh Phạm Võng dạy, hết thảy người nam đều là cha ta, hết thảy người nữ đều làm mẹ ta đời đời không khi nào ta chẳng từ họ sinh ra phải sanh tâm hiếu thuận tâm từ bi như vậy che chở nâng đỡ họ còn chưa xuể lẽ đâu khởi tâm xấu hèn toan ô nhục họ đời minh có một người học trò mắc thói dâm chẳng thể tự kiềm chế bèn hỏi vương long khê long khê nói ví như có người bảo ông ở đây có cô gái làng chơi nổi tiếng ông có thể đến chơi bời. Theo lời đó, ông đến gặp, hóa ra là mẹ hoặc chị em của ông. Ngay khi ấy, lòng dâm của ông có ngùi lạnh hay chăng? Đáp, ngùi chứ. Lòng khê nói, thế nhưng dâm vốn là không, ông hãy hiểu cho đúng. Nếu con người chịu coi hết thảy nữ nhân là mẹ, là con gái, là chị, là em, không chỉ là những ác niệm dâm dục chẳng thể do đâu mà sanh khởi, mà nhờ đó còn mau chóng thoát khỏi sanh tử luân hồi trong bộ sách bất khả lục những lời khuyên răng cứng rắn hay nhẹ nhàng những câu chuyện được phước do thiện mắc họa do dâm và những ngày tháng nơi chốn nên kiên ngừa ăn nằm đều nhất nhất nêu rõ có thể nói cái tâm giác ngộ cõi đời tỉnh mê ấy đã vừa chân thành lại vừa tha thiết cư sĩ trương thụy tăng ở duy dương tâm lợi người tha thiết liền cho khắc in lưu hành, sai quan phơi bày rõ ràng những điều trọng yếu, hồng trắng áp lòng dục. Do đấy tôi tường thuật ý chỉ đại khái về, tưởng như kẻ oán, tưởng là bất tình. Tiếp đó vì anh họ ông ta là chánh huân đã qua đời, muốn dùng công đức này để truy tiến linh thức, ngõ hầu tội chướng tiêu diệt, phước trí cao ràng, thoát khỏi dục giới ngũ trượt, sanh vào chính phẩm liên bang, do tình hiếu hữu của cư sĩ nên tôi lại soạn lời tựa bàn định chuyện giữ vẹn lương thường mong sao những ai thấy nghe đều suy xét tường tận thì may mắn lắm thay thích ẩn quang kính soạn lời tựa phổ khuyến thọ trì lưu thông sách dục hải hồi cuồng mỗi họa cực thảm khốc cực lớn cực sâu trong thiên hà hãy bợp chợp động đến ắt phải tán thân mất mạng nhưng nhiều người vẫn ưa thích theo đuổi, lăn xả vào, dẫu chết chẳng hối. Có lẽ chỉ có mình nữ xác mà thôi. Những gã cuồng đồ buông lung nơi dục sự, mò hoa bẻ liễu, trộm ngọc cắp hương, diệt lý loạn luân, bại gia nhục tổ, tiếng ác đồn khắp làng nước, để tiếng nhơ cho con cháu. Sống chẳng được hưởng hết tuổi thọ, chết sẽ đọa vĩnh viễn trong đường ác. Hãy khoan nói đến những gã ấy ngay như trong tình vợ chồng, những kẻ đắm đuối trong ấy đến nỗi mất mạng kể sao cho xiết, vốn mong cầu khoái lạc, bất ngờ chết mất, cảnh khổ quá bùa, quả thật phần nhiều do chính mình tự chuốt, há có phải hoàn toàn là do số mạng xui khiến như thế ư? Những kẻ tham luyến chuyện chiếu chăng đều là tự mình chuốt lấy tai ương, cũng có kẻ hoàn toàn chẳng luôn tuồng mê đắm, nhưng do không biết kiên ngừa, cứ mạo muội làm bừa, đến nỗi tử vong cũng rất nhiều. Vì thế thiên nguyệt lệnh trong sách lệ ký có đoạn văn nói về chánh lệnh, chẳng đạt bố cáo, linh giới dung chỉ, nghĩa là gõ mỏ truyền lệnh kiên kỳ chuyện ăn nằm, dung chỉ có nghĩa là động tĩnh tức là chuyện ân ái. Lòng thương dân của Bậc Thánh Vương thời cổ có thể nói là chẳng bỏ sót điều nhỏ nhặt nào, những nơi chỗ kiên kỳ sách thọ khang bạo giám có chép rõ. Hãy nên đọc kỹ. Tôi thường nói, trong 10 phần nhân dân của thế gian, những kẻ chết trực tiếp vì sắc dục chừng 4 phần, kẻ gián tiếp bị chết cũng đến 4 phần, tức là do bị sắc dục gây hao tổn, chịu những cảm xúc khác mà chết. Những kẻ bị chết ấy không ai chẳng đổ thừa cho số mạng. Nào có biết vì tham sắc mà chết đều chẳng phải là do số mạng, nếu là chết vì số mạng phải là người giữ lòng thanh tịnh, trinh lương, không tham dục sự. Những kẻ tham sắc kia đều là tự tàn hại đời mình, há có thể nói là vì số mạng ư. Còn những người do mạng mà sống, mạng hết bèn chết, chẳng qua chỉ được một hai phần đó thôi. Do vậy biết, quá nửa thiên hạ đều là kẻ chết oan uổng. Mối họa này khốc liệt có một không hai trong cõi đời, chẳng đáng buồn ư, chẳng đáng sợ ư cũng có cách chẳng phí một đồng, chẳng tốn chút sức, mà trở thành bậc đức hạnh cao tột, hưởng yên vui cực lớn, để lại phước ấm vô cùng cho con cháu, khiến đời sau đạt được quyến thuộc trinh lương, có phải chỉ là kiên dè dâm đó ư? Trước kia tôi đã trình bày đại lược sự lợi hại trong chuyện dâm tình chánh đáng giữa vợ chồng, này không bàn đến nữa. Còn chuyện tài dâm vô liêm, vô sĩ, cực uế cực ác, chính là dùng thân con người để làm chuyện thú vật. Do vậy, gái đẹp đến tầng tiệu, nữ nhân yêu mị đến quyến rũ, quân tử xem như mối họa ương không gì lớn bằng, cho nên cự tuyệt, ắt được phước diều chiếu soi, hoàng thiên che chở. Tiểu nhân xem điều đó như hạnh phúc không gì lớn lao bằng, bèn nhận lãnh, ắt đến nỗi tai tinh giáng xuống, quỷ thần tru lục, quân tử do họa được phước tiểu nhân do họa mà càng thêm họa. Vì thế nói, họa phước không có cửa, do con người tự chuốc lấy. Nếu đối với cái ải nữ sắc, người đời chẳng thể thấu suốt triệt để, sẽ khiến cho đức hạnh cao tột, an lạc cực lớn, phước ấm vô cùng để lại cho con cháu, quyến thuộc trinh lương trong đời sau, đều bị khoảnh khắc hoang lạc đọt hết, buồn thay. Cuốn sách Dục Hải Hồi Cuồng của An Sĩ Tiên Sinh đã chia môn phân loại, trình bày rành mạch, tài văn bút khiến cho kẻ tục người nhã đều cùng thích xem, trần thuật, quyên lơn, răng dậy, thấy đều tha thiết, cội nguồn ngành ngọn của những chuyện xưa nay, người không dâm được phước, kẻ phạm dâm mắc họa, đều ghi chép tỉ mỉ, lớn tiếng gào to, chẳng tiếc sức thừa, trống khuya chuông sớm, lây tịnh con người sâu xa, muốn khiến cho người khắp cõi đời đều hưởng phước lạc, ai nấy hưởng hết tuổi trời mới thôi. Cần biết sách này tuy vì răng dậy kiên dâm mà soạn ra, nhưng về nghĩa và đạo thì phàm là những pháp cai trị đất nước, bình trị cõi đời, tu thân, tề gia, cùng lý tận tánh, liễu sanh thoát tử, thấy đều trọn đủ. Nếu khéo lãnh hội, thần trí sẽ sáng suốt, đầu đầu cũng thấy được nguồn, những gì chạm vào mắt sẽ đều là đạo, có thể nói tâm thương đời của dân tộc bậc sâu đậm thiết tha. Do vậy, vào năm dân quốc thứ bảy, 1918, Ấn Quang đặc biệt đưa bộ An Sĩ Toàn Thư sang khắc ván tại Tàng Kinh Viện ở Dương Châu, năm dân quốc thứ 8, 1919, lại cho khắc riêng lẻ hai bộ Dục Hải Hồi Cuồng và Vạn Thiện Tiên Tư, năm dân quốc thứ 10, 1921, lại quyên mộ in bộ an sĩ toàn thư theo dạng rút nhỏ, tính in mấy mươi vạn bộ để truyền bá khắp toàn quốc. Nhưng do người hèn, đức mỏng, không có cách nào cảm thông, chỉ in được bốn vạn quyển mà thôi. Trung Hoa thư cục in riêng để bán cũng gần đến hai vạn bản. Hàng Châu, Hán Khẩu đều bắt chước in theo, số sách được in đương nhiên cũng không ít nhờ có cư sĩ Ngô Tử Tường, người đất Thái Thương, tỉnh Giang Tô, nghĩ họa hại thế gian ngày càng nặng nề, những tăng học phái đề xướng phế bỏ luân thường, tiết hạnh, chuyên chủ trương tự do luyến ái như đê bị vỡ, nước mặt sức chảy ào ạt, khiến cho mọi thanh niên nam nữ cùng bị hãm trong vùng nước xoáy của biển dục không đáy. Ông bèn phát tâm in rộng rãi bộ dục hải hồi cuồng, thí tặng khắp mọi người trong xã hội để mong đẩy lùi cơn sóng cuồng loạn. Chí của mọi người tạo thành bức thành, nhiều người năng dễ dở lên, khẩn thiết xin những bậc quân tử nhân từ trong nước, hãy phát tâm cứu thế lớn lao, tùy sức ấn tống và khuyên bảo kẻ hữu duyên phổ biến lưu thông. Lại mong cha dạy con, anh khuyên em, thầy răng trò, bạn bè bảo ban nhau, khiến cho người người đều biết họa hại lập chí như núi dự thân như ngọc không chỉ là chẳng phạm tà dâm mà ngay cả dâm sự chánh đáng giữa vợ chồng cũng biết chừng mực sẽ thấy quan quả cô độc từ đây ngày càng ít giàu thọ mạnh khỏe yên ổn ai nấy đều đạt được thân thể nhà cửa do đấy mà được yên ổn tốt lành cõi nước vì thế mà an ninh uế đức chuyển thành ý đức đức tốt đẹp Tài ương biến thành may mắn, tốt lành, rốt ráo, chẳng phí một đồng, chẳng nhọc chút sức, lại đạt được hiệu quả mỹ mãn như thế đó. Mong sao người nhân từ, bậc quân tử, đều thấy chuyện nhân chẳng nhường, vui vẻ mà làm. Do vậy trần thuộc những ý chánh, để cống hiến những người cùng hàng. Năm Dân Quốc 16, 1927, Thích Ấn Quang, Kính Soạn Phụ lục đức cao đẹp đáng ngưỡng mộ. Theo Dương Châu Cam Tuyền huyện Chí, đời nguyên Tần Chiêu là người Dương Châu, đến tuổi nhược quan, lên kinh đô chơi. Đã lên thuyền có một người bạn họ Đặng đem rượu tới tiện chân. Đang trong lúc uống rượu, chợt có một nữ nhân tuyệt sắc ngồi kiệu tới. Ông Đặng bảo cô ta chào Tần Chiêu rồi bảo, cô này chính là người thiếp do tôi mua dùm cho vị đại nhân ít. Ở bộ y, tiện dịp nhờ ông mang cô ta theo. Tần Chiêu đôi ba lượt từ chối, ông Đặng lộ vẻ giận nói, sao ông cố chấp như thế? Nếu chẳng thể kiềm chế, cô này sẽ thuộc về ông, bất quá là hai ngàn năm trăm đồng mà thôi. Tần Chiêu bất đắc dĩ phải nhận lời, khi ấy tiết trời đã nóng, mũi rất nhiều, cô gái khổ sở vì không có mùng. Tần Chiêu bảo cô ta ngủ chung mùng với mình. Theo đường sông, qua mười mấy ngày đến Kinh Thành, Tần Chiêu gửi cô ấy cho bà chủ quán trọ, tự cầm thư đến xin gặp người ấy. Nhân đó người ấy hỏi, ông đến đây có mang theo gia quyến hay không? Tần Chiêu thưa, chỉ có mình tôi. Mặt người ấy bỗng lộ vẻ giận, nhận thư của ông đằng, miễn cưỡng sai đón cô gái ấy về nhà. Đến đêm mới biết cô ấy vẫn còn trong trắng. Người ấy cảm thấy hổ thẹn khôn cùng. Hôm sau liền gửi thư cho ông Đặng, hết mực ca tụng đức hạnh của Tần Chiêu đến gặp ông chiêu thưa các hạ đúng là bậc quân tử đức dày ngàn đời ít có ngày hôm qua tôi rất sức ngờ vực đã dùng bụng dạ tiểu nhân suy lường tấm lòng quân tử thẹn thùng khôn xiết nhận định nếu tâm tần chiêu chẳng phải là không có ham muốn chỉ là vì chánh niệm thiên lý chứ ngày cùng ăn đêm cùng ngủ với cô gái tuyệt sắc ấy lâu tới mười mấy ngày há có thể chẳng có ham muốn tình dục ư Cổ nhiên tầng Chiêu là bậc quân tử đức dày. Cô ấy cũng thuộc hạng thục nữ trinh khiết, đức đẹp và tấm lòng trung trinh khiến cho kẻ khác kính ngưỡng. Do vậy ghép vào đây hồng lưu thông rộng rãi, năm dân quốc 16-1927, tức năm Đinh Mão, thích ấn quan ghi. Thọ Khang Bảo Giám, Tăng Đính Sách Bất Khả Lục, Chánh Văn, Huấn Sức Sĩ Tử, Giới Dâm Văn bài văn khuyên bảo sĩ tử kiên dâm. Văn xương đế quân nói, trời thường giáng họa cho kẻ dâm vật, sự báo ứng ấy rất nhanh chóng. Con người chẳng sợ, vô tri xây mộng. Nếu chẳng biết kiểm điểm hành vi, tai ương sẽ lập tức ùa tới. Này mọi người ơi, hãy nghe lời ta răng, chỉ có tích đức hành thiện mới được tốt lành. Từ xưa đã nói như vậy, làm chuyện bất thiện, tai ương giáng xuống người xưa đã răng dạy rõ, thời xuân thu do dâm loạn mà các vua chư hầu đều bị nước mắt nhà tan. Các bài phong nhã trong kinh thi đã từng chê trách nhằm giết sạch chuyện cặp kè đàn đúng. Vì thế trái nghịch lý chính là tự giết chết tánh mạng. Tham dâm sẽ tự hủy thanh danh. Người làm chuyện trái lẽ, lòng trời hết sức giận dữ. Thượng uyển thơm ngát mùi quế, chẳng phải là kẻ giữ mình trong sạch ắt khó bước vào yến tiệc chiêu đãi tăng khoa do vua ban há kẻ ô danh được hưởng ta cai quản công danh thường ban lời dạy bảo hiềm rằng sĩ tử chỉ tham hoang lạc phút chốc chẳng tiếc tương lai cả đời hãy dâm loạn vợ con của người ta sẽ bị người ta dâm loạn vợ con của chính mình giống như trao đổi buôn bán ngoài chợ vậy nghiệp báo thảm khốc ai là kẻ rửa sạch lòng ta vào mỗi dịp thi cử trong tháng 2, tháng 8, thường vào dịp đó chọn lựa, loại bỏ những kẻ trúng tuyển, một nét bút xóa tên chỉ vì gã đó ngắm nghé vợ người hàng xóm, đề thêm tên kẻ khác sẽ thi đổ vì người ấy cự tuyệt gái chưa chồng lả lơi. Muốn nghe sấm dậy đất bằng, tắt lòng đừng nổi lửa, kẻ suốt đời thi cử lặng đặng, há có phải là kẻ chẳng xiên khổ học hành văn tài cao ngất suốt đời trung chiên đều là do chẳng tuân quy củ hủy hoại danh tiếc kẻ sĩ chẳng suy xét nguyên do ngược ngạo oán trời hận đất thì độ tiến sĩ chỉ do nội tâm khoác áo bào tía toàn là do âm chất trong khuôn viên trường thi chỗ nào cũng đều có thần giám sát trong phạm vi của tam trường khảo thí đều có quỷ báo oán Tiết thay, từng chữ đều như châu, như ngọc, chợt muội đèn rơi bẩn, quyển văn. Hận sao, từng đoạn văn như dệt gấm theo hoa, bỗng vết mực khiến bài văn lem luốc. Lúc ấy, thật sự do ta chủ trì, ai bảo trời xanh không có mắt, kẻ đổ tam nguyên, ắt có đức kinh động thần minh. Xen nở liền cuốn, bỗng chốc nghe chuyện xấu nhị rụng tan tác. Nếu có thể giữ cho thân tâm chánh trực, chẳng tà, tự nhiên sẽ danh thành lộc đạt, đặc biệt ban lời huấn dụ mới mẻ, ngõ hầu ai nấy đều hay biết. Hiện thời tuy không còn khoa bản, nhưng nguyên nhân gây nên tổn phước giảm thọ, cố nhiên là chẳng khác. Đừng suy nghĩ bộp chợp, bảo hiện thời chẳng giống như xưa. Dẫu có trót phạm, chẳng đến nỗi trở ngại công danh, mặc tình làm bừa, mong lắm thay. Giữa dầm thánh huấn, văn xương đế quân ban lời huấn dụ, ta phụng mạng của đấng kim khuyết chí tôn mỗi tháng vào ngày dần mão đi tuần tra phong đô địa ngục xem xét những chuyện phạm tội của nhân dân trong thiên hạ. thấy sổ đen sổ ghi tội ác như núi đều là sổ sách ghi chép những bản án về tạo tội oan nghiệt trong một đời của người đời trong ấy có lắm nỗi làm ác chỉ có điều đối với sự báo ứng của tội dâm ác luật trời nghiêm khắc nhất kẻ gian dâm vợ con, điếm nhục khuê môn của kẻ khác, sẽ chịu khổ trong địa ngục 500 kiếp, mới được thoát ra, lại sanh làm lừa, làm ngựa 500 kiếp nữa, rồi mới lại được làm người. Đã làm người lại thành ả đào, con hát. Kẻ bày mưu tính kế, gian dâm gái quá, ni tăng, làm chuyện bại hoại tiết tháo của người khác, sẽ chịu khổ 800 kiếp trong địa ngục, rồi mới được thoát ra, sanh làm dê, làm lợn, dân thân cho kẻ khác giết mộ 800 kiếp nữa, sau đấy mới được làm người, mù lòa, câm ngọng. Kẻ rối loạn tôn ti, hoặc kẻ trưởng thành dâm loạn trẻ nhỏ, tổn hại cương thường, sẽ chịu khổ 1.500 kiếp trong địa ngục mới được thoát ra, sanh làm rắn, làm chuột 1.500 kiếp nữa, rồi mới được làm người. Thế nhưng, hoặc là còn ở trong bụng mẹ đã chết, hoặc đang độ tuổi ẩm ngửa đã mất mạng, rốt cuộc chẳng hưởng trọn tuổi trời. Lại có kẻ sáng tác dâm thư, mang tâm thuộc hại người, chết rồi sẽ đọ vào vô gián địa ngục, mãi cho đến khi sách ấy diệt mất. Tội báo của những kẻ do sách ấy mà trót làm ác, thảy đều rỗng không, gã tác giả mới được thoát sanh. Dâm thư gây hại chẳng thể kể xiết, thường có những khuê nữ danh giá, nữ nhân hiền thục, do biết chữ hiểu văn chương hoặc vào lúc ban ngày thanh tĩnh bên sông rợp bóng cây xanh hoặc khi đêm vắng dưới ngọn đèn xanh mở sách ra xem hồn phách điên đảo khôn ngăn lửa dục hừng hực bèn làm những chuyện giam bôn vụng trộm đến nội tiết phụ thất tiết trinh nữ mắt trinh lại có những đứa con em thông minh vừa tuấn tú vừa có văn tài hãy xem sách ấy bèn dấy lên dục tưởng hoặc thủ dâm chẳng thể khống chế hoặc mắt đi mày lại chung chạ bừa bãi nhẹ thì tổn hại nguyên dương tuổi trẻ đã chết non lớn thì vấy bẩn rối loạn luân thường kỹ cương chẳng xứng làm nho sĩ lại còn có kẻ khéo soạn truyện ký để diễn xuất tại chỗ dạy dỗ tập luyện bọn trai bao phô bày đủ vẻ dâm đảng rối loạn tiết tháo thanh sạch của kẻ khác chẳng thể kể xiết, xét đến căn do đều do dâm thư tạo thành, cỡ sao sĩ tử nắm chiếc bút bảy tắc dùng hoại căn đời trước để sáng tác dâm thư, chẳng nghĩ đến chuyện ích lợi cho cõi đời, tích phước cho bản thân, cứ mong tạo oan nghiệt vô cùng, khiến thượng đế nổi giận, tự nhảy vào vực băng hầm lửa, chẳng biết tự thương xót chính mình, đáng buồn quá đổi. Giới Dâm Văn từng nghe biển nghiệp mịt mù, không có gì khó đoạn bằng sắc dục, hồng trần rối ren, dễ phạm chỉ có tài dâm. Bậc anh hùng cái thế, có chỉ dời non dẹp núi, do lỗi này vong thân diệt quốc. Bậc tài hoa tâm gấm miệng theo, vì lẽ này danh tiếc bại hoại, xưa nay đều cùng một lẽ. Kẻ hiền, người ngu, đều theo một lối. Huống hồ thói vứt bỏ thuần phong mỹ tục, ngày càng lẫy lừng, đạo đức từ cổ đã bị chìm đắm. Lũ trẻ tuổi khinh cuồng, tất nhiên đắm đuối trong chốn phán son, bậc văn nhân thông huệ cũng bắt chước thói áo xanh ướt đẫm, nói diệt dục mà dục niệm càng thịnh gấp bội, nghe răng dâm mà ý dâm càng lừng, trên đường xá gặp hình dáng yêu kiều, mắt nhìn chăm chú ngàn phen, thấy bóng sắc lộng lẫy sao rèm khuê cát, tâm rạo rực trăm bề thân luôn bị sai khiến bệ tâm thức luôn bị tình lôi dắt gặp bà lão tầm thường nhan sắc héo tàn nếu ngẫu nhiên cài cỏ dắt hoa cứ tưởng tây thi ả à, nông dân vóc dáng thô kệch nếu thoa hương bôi xạ chợt quên hình dáng đông thi nào biết trời đất khó dung thần người căm giận nếu hủy hoại tiết hạnh người khác vợ con ta sẽ phải đền bồi ô nhục thanh danh kẻ khác Cháu con mình mai sao chịu báo, phần mộ không người cúng bái, không gì chẳng phải là chốn vùi thân của gã cuồng sinh khinh bạc, tổ tông của gái làng chơi, toàn là bọn lãng tử tham hoa đắm liễu, sổ vốn giàu sang, do tham dâm, sổ lộc bị tước mất lầu ngọc, đáng phận hiển vinh, do phóng đảng, bản vàng xóa tên, lúc sống bị ngũ hình, hành hạ, roi gậy, lao dịch, lưu đầy, tử hình, khi thác thọ tội trong tam đồ, địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Xưa kia ân ái, tới nay chẳng còn chi, hùng tâm thọ trước, nay ở chỗ nào, khuyên khắp thanh niên chí sĩ, tên lưu quyển vàng, hãy giấy lòng giác ngộ, phá trừ chướng ngại ma sắc, mặt trắng mơn mởn như đó phù dung, phải biết là đầu lâu đắp thịt, diện mạo xinh đẹp, phấn son rực rỡ, Bắt quá áo đẹp che đậy cầu tiêu thô lậu đổi trước dung mạo như hoa như ngọc tâm đều coi như chị như mẹ kẻ chưa phạm lỗi tà dâm hãy nên phòng ngừa lỡ bước người từng làm chuyện ác hãy gấp quay đầu mong sao xoay vần lưu thông khuyên lơn chỉ bảo lẫn nhau ngõ hầu nơi nơi cùng về nẻo giác người người cùng thoát bờ mê Giữa dâm cách ngôn những câu cách ngôn răng dạy kiên dâm Chân nhân Trương Tam Phong nói, con người sống trong vòng trời đất, bẩm thọ tú khí của ngũ hành, sẵn có chí khí chánh trực, chồng chồng vợ vợ chính là luân thường của loài người, vượt lễ loạn luân sẽ giống như cầm thú. Bậc chí sĩ hãy nên dốc trọn sức ngăn ngừa chuyện dâm tà. Trong thiên hạ, loài ngu sững nhất không chi bằng động vật, thế mà bồ câu hệ kết thành đôi, trọn chẳng ăn vụng, chim nhạn lẻ đôi tiếng kêu ai oán chẳng chọn bạn đời mới người chẳng bằng chim phụ rẫy danh xưng con người linh tánh kém thua loài vật hiềm rằng những kẻ mù quáng ngây ngô chẳng hiểu xác chính là không khác nào bào huyễn vẫn cứ cùng kẻ mặt hồng tóc mung ân ái truyền miên hết phần 1 mọi chi tiết xin liên hệ pháp hội niệm phật a di đà chùa Quang Thế Âm, website vkvkvk.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909747474 hoặc 0933447312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh A Di Đà hoặc các sách của tổ sư ấn quang xin liên hệ số điện thoại sau 0792 344 948 hoặc 0904 775 948 Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường tam bảo vân vân Xin tùy hỷ gửi vào tài khoản 1. Tài khoản cũ Tên tài khoản Trần Văn Hơn Số tài khoản 0561000 747474 Ngân hàng Việt Cơm Banh Chi nhánh Đức Trọng Lâm Đồng Số 2 Tài khoản mới Tên tài khoản Trần Văn Hơn Số tài khoản 1111 747474 Ngân hàng Việt Cơm Banh Chi nhánh Đức Trọng Lâm Đồng Số 3 Tài khoản Sa Cơm Banh Tên tài khoản Trần Văn Hơn số tài khoản 0500-1769-0393, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đức Cộng, Lâm Đồng, số điện thoại liên lạc 0933-447-312. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật, phóng sanh, cúng dường tam bảo vân vân, à, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản Bank Name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Lâm Đồng Friends, Bank Address, 33 Nguyễn Văn Cử Street, Hoa Quan, Đà Lạt City, Lâm Đồng Province, Swift Code, BFTVVNVS056, Account No, 0561370747474 Name of Account, Trần Văn Hơn, địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thành, xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Xin trân trọng, kính chào quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật